Thông tư 24 năm 2024 về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị thì được quy định cụ thể tại Điều 12 của Thông tư 24, bao gồm cơ quan tài chính và cơ quan tài chính địa phương. Đối với cơ quan tài chính thì phải có trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ quản lý nhà nước về kế toán theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của các đơn vị kế toán phụ của các đơn vị kế toán thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan tài chính địa phương thì chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cung cấp về phương án tổ chức đơn vị kế toán trên địa bàn đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa công tác kế toán, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo của đơn vị kế toán, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối an toàn tiền, tài sản của nhà nước tại các đơn vị. Trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp 1. Đơn vị dự toán cấp 1 thì có các đơn vị trực thuộc trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán cho đơn vị trực thuộc, đảm bảo mọi nghiệp vụ, kinh tế, tài chính phát sinh trong đơn vị phải được ghi sổ kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị theo quy định tại thông tư này nhằm quản lý chặt chẽ an toàn tiền, tài sản của nhà nước. Đơn vị dự toán cấp 1 phải xác định bằng văn bản các đơn vị kế toán trực thuộc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo quy định tại thông tư này. Các đơn vị khác không phải là đơn vị kế toán thì có thể xác định là đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc đầu mối chi tiêu của đơn vị kế toán. Đơn vị dự toán cấp 1 chịu trách nhiệm cấp mã thanh toán cho đơn vị kế toán trực thuộc để thống nhất, hạch toán và có cơ sở đối chiếu loại trừ giao dịch nội bộ khi hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp 1 theo quy định. Đơn vị dự toán cấp 1 có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán của các đơn vị kế toán trực thuộc. Còn trách nhiệm của đơn vị kế toán thì đơn vị kế toán có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán, phân cấp các công việc kế toán cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, hướng dẫn đơn vị hạch toán phụ thuộc tổ chức công tác kế toán, cung cấp thông tin số liệu để đối chiếu, loại trừ các giao dịch nội bộ và tổng hợp lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo quy định tại thông tư này. Đơn vị kế toán phải mở sổ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với cơ chế tài chính đơn vị đang áp dụng, chấp hành đúng các quy trình nghiệp vụ về kế toán theo quy định tại thông tư này. Đơn vị kế toán thì phải lập báo cáo, quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính theo đúng quy định. Người ký báo cáo phải chịu trách nhiệm kiểm soát các thông tin, số liệu đã trình bày trên các báo cáo, đảm bảo chính xác, khớp đúng và phù hợp theo quy định tại thông tư này và pháp luật có liên quan. Trách nhiệm đối với lại đơn vị hạch toán phụ thuộc thì đơn vị hạch toán phụ thuộc phải mở sổ kế toán hạch toán, ghi sổ kế toán, lưu trữ tài liệu kế toán phát sinh tại đơn vị mình theo phân cấp của đơn vị kế toán và quy định tại thông tư này. Cuối kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc phải cung cấp thông tin số liệu theo hướng dẫn của đơn vị kế toán để đơn vị kế toán tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính theo quy định tại thông tư này. Điều khoản chuyển tiếp hay còn gọi là xử lý chuyển tiếp số liệu thì được thể hiện tại Điều 14 của thông tư 24. Sau khi khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính năm 2024, thì đơn vị phải thực hiện chuyển đổi số dư sang tài khoản mới theo quy định tại thông tư 24 này. Số dư đầu năm 2025 trên báo cáo sau đây được áp dụng hồi tố sau khi chuyển số dư từ năm 2024 sang bao gồm báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính cho phần báo cáo tài chính. Đơn vị thực hiện chuyển đổi số dư tài khoản theo hướng dẫn tại phụ lục 6 hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản kèm theo thông tư này. Đối với lại năm 2025 là chúng ta bắt đầu sử dụng thông tư 24. Các bạn sẽ căn cứ vào số dư dự toán kinh phí ngân sách được giao tự chủ cuối năm 2024 chưa sử dụng hết được mang sang năm 2025 để sử dụng tiếp. Số dư bên nợ của tài khoản 00812 được mang sang năm 2025 sau khi đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc nhà nước nơi giao dịch đến hết thời gian quyết toán năm 2024. Đơn vị sẽ ghi nhận bút toán nợ cho tài khoản 135 và có tài khoản 468. Đó là những quy định chung của thông tư 24 và kế toán Việt Hưng vừa sơ lược để các bạn nắm bắt được. Còn về nội dung của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 24 thì kế toán Việt Hưng sẽ lần lượt đi 6 nội dung tương ứng với lại 6 phụ lục. Thứ nhất là phụ lục 1 tài khoản kế toán, phụ lục 2 là sổ kế toán,
Phụ lục 3 là báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động. Phụ lục 4 là báo cáo tài chính. Phụ lục 5 là quy trình in, sắp xếp, đóng, lưu trữ, tài liệu kế toán. Và phụ lục 6 là hướng dẫn chuyển đổi số dư, tài khoản kế toán. Thế những phụ lục này tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn chi tiết tại các phần của giáo trình nguyên lý hành chính sự nghiệp theo thông tư 24, bắt đầu từ phần 2.